Dạ con kính bạch hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 3 tháng 9 năm 2022, tức là ngày mùng 8 tháng 8 năm Nhâm Dần. Đủ duyên lành chúng ta được ngồi tại nơi sân của chùa Tây Trúc thuộc thành phố Kelowna, tỉnh bang British Columbia, chúng ta thường nói tắt là tỉnh BC, trong cái dịp lễ Hoàng Nguyện và lễ Vu Lan. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, trước hết Pháp Hòa xin được thay mặt toàn thể quý Phật tử tại chùa Tây Trúc nói riêng, Phật tử ở tại vùng này cũng như các vùng phụ cận, thành kính chào đón hiện tiền chư tôn đức tăng ni ở Hoa Kỳ cũng như là các tiểu bang của Canada đã thương Phật tử ở đây, lần đầu tiên có được một ngôi chùa về đây để tham dự lễ Vu Lan và lễ Hoàng Nguyện. Đặc biệt là quý Phật tử cũng không quản ngại đường xa, lái xe rất là dài giờ, nhất là các vị ở bên Ontario, ở Alberta, lái hơn mười mấy tiếng hoặc là mấy ngày mới có thể tới đây để tham dự lễ. Và chiều hôm nay chúng ta được có một cái buổi gặp mặt như thế này, thì Pháp Hòa xin được chào đón và cảm ơn tất cả quý vị đã dành nhiều tình thương cho Phật tử vùng này cũng như chùa Tây Trúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, khi mà nói đến một người xuất gia thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi cho các vị là mục đích của người xuất gia để làm gì. Dĩ nhiên là người xuất gia thì tự phải biết cái bổn phận, cái nhiệm vụ của mình. Còn những người đang phát tâm hay là muốn phát tâm hay là sẽ phát tâm để làm người xuất gia thì đôi khi mình chưa hiểu rõ hoặc là nắm vững cái ý nghĩa, cái mục đích của người xuất gia. Thật ra thì mỗi người sẽ có một cái lý tưởng, nhưng mà tụ chung thì không ai ngoài một việc, đó là hoằng pháp lợi sinh. Hoằng pháp tức là làm cho Phật pháp được rộng lớn mỗi ngày và làm lợi lạc cho chúng sanh. Và đó là cái mục đích của người xuất gia. Thì khi mà mình đi xuất gia mà mình lúc có thể lúc nhỏ mình không biết cái đó. Và cái lý tưởng của mình lúc đó là gì? Có thể là một cái áo tràng, có thể là dạy trong chùa có chè, có xôi. Chứ thật sự phần lớn các thầy đồng chơn nhập đạo đi xuất gia hồi nhỏ thì có ai có cái lý tưởng gì đâu mà nói. Nếu mà nói trời con đi xuất gia để hoằng pháp lợi sinh thì nghe lớn quá, và không chừng mình không tin nổi nữa. Cái này mình nói chắc ai soạn bài cho chú. Chứ một chú nhỏ thì khó. Có những vị chỉ vì ham thích một cái áo tràng mà muốn đi tu. Có những vị vì muốn chùa có chè có xôi mà thích đi tu, vân vân. Cho nên các vị đồng chơn nhập đạo mười mấy tuổi thì chỉ có vậy thôi. Nhưng mà khi mình lớn lên, mình có ý thức và cái đường những ngày tháng mình ở chùa mình tu nó đã thấm nhập rồi, và bây giờ mình đã hiểu được cái mục tiêu, cái chí nguyện của mình, đó là hoằng pháp lợi sinh, làm cho Phật pháp rộng lớn để mà làm lợi lạc cho chúng sanh. Như vậy khi mình có thấy được cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình, thì chỗ nào đạo pháp cần chúng ta tới, chúng sanh cần chúng ta tới. Cái câu đó là ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hoa, ngài mở một cái lớp gọi là lớp sứ giả Như Lai. Và khi mà các thầy, để mà hướng dẫn cho các thầy thời đó để mà tu tập, và khi mà ra trường thì Hòa Thượng đã đề cái câu đó: chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo.
đạo pháp cần chúng con đi, chúng sanh cần chúng con đến, đến đi mà không có quá ngại. Cho nên ở đây cũng như thế. Pháp Hòa lần đầu tiên về đây năm 2010, và kể từ đó bao nhiêu cái duyên ngắn dài vân vân, thì cho tới giờ phút này có mặt ở đây để mà trợ duyên cho đại chúng, để tạo dựng một ngôi chùa. Cho nên ở đây cần mình tới, chỗ nào cần mình tới. Hòa thượng Vạn Đức, tức là sư ông Trí Tịnh, Hòa thượng nói đời tôi không cầu mà không từ. Không cầu là sao biết không? Là ngài không có cầu có chùa chiền gì hết á, nhưng mà ai cúng ngài không từ chối. Ngài không có mơ mộng làm chùa gì hết, nhưng mà có nhiều khi người ta mến cái đức của ngài, người ta đến người ta cúng chùa, hay là người ta muốn cúng cho chùa máy móc hay bất cứ cái gì, ngài nhận hết. Ngài không cầu, ngài không xin, nhưng mà ai đến cúng ngài không từ chối. Nghĩa là ngài không cầu mà không từ, nghĩa là duyên đến thì chúng ta nhận. Vì vậy cho nên ở đây cũng vậy, Pháp Hòa không có cầu thêm chùa. Có nhiều vị nói Pháp Hòa nhiều chỗ quá, nhưng mà thật sự em đâu có muốn đâu. Quý vị biết là bên Úc cúng đất nè, bên Mỹ cúng đất nè, thậm chí ở bên Việt Nam các vị gửi thư qua nói là thầy có về Việt Nam xin mời đến vùng đất này cúng 5 mẫu, 10 mẫu vân vân, mà không dám. Tại vì mình biết rằng khả năng của mình có hạn. Cho nên ở đây vì Phật tử vùng này, và hơn nữa cũng ở trong địa phận Canada, và bây giờ cái việc nó đến, tức là nơi mà quý vị đang ngồi đây, trước kia là một ngôi nhà thờ, à, 80 hơn 80 năm sau thì ngôi nhà thờ này sang nhượng lại cho chúng ta, với cái tinh thần là giữ cái nhà thờ này lại để làm cái nhà thờ gọi là nhà thờ cổ, nhà thờ di tích. Cho nên mình không có được đập phá gì hết cái chùa, cái nhà thờ này phải giữ nguyên cái hình dáng đó, và mình chỉ thay đổi lại thôi thì thôi cũng được, cũng đúng như tinh thần của nhà Phật mình, phải không? Nhà Phật mình kêu là gì? Tu mà. Tu là sửa. Cái gì nó hư mình sửa, cái gì nó cũ mình sửa lại. Vậy thì mình, bản thân mình có sửa không? Mình cũng có những cái mình cũ rích mình phải sửa chứ, phải không? Cho nên mỗi ngày mình tự ý thức mình có những cái gì nó cũ kỹ mà người ta chịu không nổi, người ta khổ sở với cái cũ này của mình mấy chục năm. Rồi giờ khi mình nói chịu được mấy chục năm mà ta ráng đi. Bây giờ người ta ráng mấy chục năm rồi, giờ tới phiên mình nè, phải không? Làm sao mình đổi cái mấy chục năm của mình cho nó mới một chút. Trước khi mình nhắm mắt theo ông bà, mình đổi cái mới của mình để những người thân được hạnh phúc. Cho nên tu là gì? Là chỉnh sửa. Mà Đức Phật dạy trong kinh có hai hạng người quý: một là biết xây dựng cái mới, hai là biết gầy dựng, hàn gắn, tu sửa những gì đã hư, đã sập, mà chúng ta biết tu bổ lại. Ngôi nhà thờ này hoang phế. Ngày xưa đến đây là quý vị biết ống chích rác rưới đầy hết. Lát quý vị vào trong chánh điện coi, có một Phật tử chụp được mấy cái hình bữa nay rửa lớn ra để trong chánh điện. Quý vị sẽ thấy cái hình ảnh của ngôi nhà thờ này trước khi thay đổi. Cho nên bây giờ đây, đây là cái mà chúng ta chứng minh được, phải không? Nếu chúng ta quyết chí, nếu chúng ta muốn làm. Và thưa đại chúng, hôm nay cái sự quyết chí đồng tâm của mình đã thành. Bây giờ ngôi chùa đã có, tạm gọi là an cư, ở yên rồi đó. Không còn đi mướn ho nữa, không còn mượn nhà người này người kia nữa. Nhưng mà an cư chưa đủ, phải thêm một chữ nữa mới trọn vẹn, đó là gì? Lạc nghiệp. Mà lạc nghiệp của đây, của chúng ta là gì? Là chúng ta phải tu học. Cái hình tướng ngôi chùa có, nhưng nội dung của ngôi chùa cũng phải có. Mà nội dung của nó là gì? À, tụng kinh, thuyết pháp,
sinh hoạt Phật pháp được, nhưng mà trong mỗi mỗi một việc đó nó cũng phải chuyên chở cái nội dung của nó. Ví dụ như tụng kinh không thì được, nhưng thiếu đi cái phần hiểu kinh, cho nên phải có pháp. Rồi nghe pháp không được, tốt, khuyến khích, nhưng phải hiểu pháp. Hiểu pháp không chưa đủ, phải thực hành pháp. Đó. Cho nên mỗi cái mình đi tới, cái nào nó cũng có cái nội dung của nó cả, và cái hình tướng của nó. Vì vậy cho nên hình tướng của người tu là mình cạo đầu, mà nội dung của nó là gì? Phủi phiền não. Hình tướng người tu là ở trong chùa, nội dung của nó là gì? Lìa khỏi một ngôi nhà trần thế thị phi. Mặc cái áo của người tu như là chúng ta gọi là cái y, hình tướng, và nội dung của nó là gì? Y giải thoát nhẫn nhục. Cho nên khi mình mặc cái y đó, dù nó là màu nâu, dù nó là màu vàng, dù nó là màu lam, nhưng mà nó vẫn chuyên chở được cái nội dung của nó là gì? Là nhẫn nhục nhu hòa. Còn cái hình tướng màu sắc của nó có thể thay đổi do màu nâu, màu vàng hay màu lam. Cho nên thí dụ có nhiều vị nói rằng, quý vị biết thời buổi bây giờ chùa nào cũng phải có một cái, xin lỗi tạm dùng là kinh tế tự túc một chút, không có đủ đâu, nhưng mà đỡ đi một phần điện nước trang trải trong chùa. Cho nên các vị cũng phải có cái ban làm thức ăn, làm nhang, làm tương, làm chao, tùy hoàn cảnh, tùy địa phương, tùy quốc độ. Như ở Việt Nam ta thắp nhang nhiều, chùa có làm nhang, chùa có làm mà nước tương. Quý vị nhớ nước tương vị yểu lá bồ đề không? Đó là những chai nước tương thời xưa chùa quý hòa thượng đã bày cho các tăng sinh làm để có kinh tế tự túc, nuôi sống được đời sống người tu, và không phải nhờ vả Phật tử rất nhiều, vì hoàn cảnh Phật tử thời đó cũng rất khó khăn. Ngày nay Phật tử cũng còn phải đi làm cũng khó khăn, cũng có cúng dường, nhưng mà nếu mà nói là đầy đủ để mà trang trải thì không. Cho nên thỉnh thoảng phải có những cái chương trình nào đó, cái đó gọi là phương tiện. Đại chúng nhớ ha, đó là phương tiện thôi. Vì mỗi thời, mỗi quốc độ, mỗi nơi chốn, chúng ta phải có những cái phương tiện để sống. Quý vị muốn đến đây dự lễ mà không có phương tiện đâu có được. Phương tiện đến đây là xe, là máy bay. Nhưng mà giờ cái phương tiện rốt ráo nữa là cái gì? Phải có tiền mới mua vé máy bay được chứ, phải có tiền mới đổ xăng được chứ. Thành thử ra có chiếc xe là phương tiện, nhưng mà rồi bây giờ có những bác có tiền mua đổ xăng mà không có người lái. Không? Quý vị biết là Pháp Hòa đáng lý là phải đến đây vào tối ngày thứ 3 31 tây, 12 giờ trưa ra phi trường ngồi ở ngoài, hai theo chuyến bay là 2 giờ. Từ 2 giờ họ delay cho tới 10 giờ tối. Và chưa hết nữa, mình lên máy bay rồi, họ bay đi chập rồi nửa tiếng, 1 tiếng sau họ quay trở lại, họ nói máy bay có sự cố, có trục trặc. Hèn chi nãy giờ mình ngồi trên máy bay nóng bức mà ngộp thở khó chịu quá. Đáp xuống xong rồi ra bên ngoài ngồi chờ, tới đúng 10 giờ đêm ảnh tuyên bố máy bay hủy. Thấy không? Thành thử ra không có phương tiện để đi. Đó, rồi đợi tới ngày hôm sau 4 giờ sáng ra trở lại. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, phương tiện tuy nó không phải là cứu cánh, nhưng nó không thể thiếu. Phải không? Cái cứu cánh là gì? Là chúng ta biết sử dụng phương tiện này như thế nào. Cái đó mới là cái cứu cánh. Vậy cái thân của chúng ta đây là cái thân tạm bợ, là phương tiện. Nhưng cái cứu cánh của nó là chúng ta sử dụng cái thân này như thế nào trước khi nó hoại. Trước sau gì tất cả thân của chúng ta sẽ hoại. Bệnh, già, đau, yếu, đủ kiểu hết. Nhưng chúng ta không phí thân này. Cái đó mới là cái tinh thần của người Phật tử. Vì vậy mà Đức Phật dạy, như một tràng hoa, như nhiều cánh hoa kết thành một tràng hoa. Cũng như thế, ở nơi thân sanh tử này, chúng ta làm được rất nhiều thiện sự. Quý bác lớn tuổi nha, có vị đã 80 tuổi rồi,
từ Mỹ qua đây, ở đây cả mấy ngày nay, ở trên Tây Thiên cả tháng nay, thấy quý bác tưởng đâu là không làm được gì, vậy mà rỉ rả cũng làm được việc, lặt rau, quét nhà, thậm chí coi sóc, làm tour guide, hướng dẫn viên, ai tới lễ Phật dẫn lên chánh điện, dẫn đi thăm chỗ này chỗ kia. Thành thử ra trước khi thân hoại chúng ta sử dụng nó. Và nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta mãi mãi để nó cũ. Cho nên City họ cũng rất happy, họ rất vui, họ giao được mình cái chỗ này. Và bây giờ các vị Pháp Hòa nghe kể là có những người già ngày xưa đã từng làm đám cưới trong nhà thờ này, ngày xưa đã từng đi lễ trong nhà thờ này, bây giờ họ đi ngang đây họ vui lắm, họ cảm ơn. Họ nói là ngày xưa họ đã từng đi ra, họ còn trẻ, họ đám cưới trong nhà thờ này, họ đi lễ trong nhà thờ này, và hôm nay mình đã làm cho cái nơi này nó sạch, nó đẹp lên. Ngay cả trên Tây Thiên, Westlock, những người dân ở đó, ông thị trưởng ở đó, ông đến cảm ơn. Ông nói cảm ơn mình đã chọn cái quận Westlock này để cho mọi người được biết đến cái thành phố đó, cái Westlock đó. Tại vì nó là một cái county, nó là cái quận nhỏ ở bên đây, cách Edmonton 45 phút thôi. Cho nên thưa đại chúng, cho nên cái tâm nguyện của chúng ta là chúng ta phải làm gì để sử dụng được những khả năng của thân và tài trí của mình. Ai cũng có tài hết, phải không? Nhưng mà chúng ta có được cái linh động, có cái trí tuệ để sử dụng cái tài, cái khả năng của mình. Cho nên á, ngày mai đây chúng ta làm cái lễ gọi là lễ hoàn nguyện. Hoàn là gì? Là mình viên mãn, là hoàn tất cái tâm nguyện của mình, gọi là lễ hoàn nguyện. Có nhiều khi mình nguyện xây chùa, bữa nay chùa xây xong rồi, con làm cái lễ hoàn nguyện, tức là con hoàn tất cái lời hứa của con. Hôm nay con trở lại đây để con hoàn tất cái tâm nguyện đó. Có nhiều Phật tử phát nguyện, mẹ con hết bệnh, con ăn chay một tháng, gia đình con hết những cái khó khăn, con phủi tóc, cạo đầu, thí dụ vậy. Thì có nhiều vị lên chùa nói thầy, hồi đó con nguyện vậy, bây giờ xin thầy làm ơn, thầy làm lễ để con trả lễ cho Phật. Người trong Phật giáo mình không có dùng cái từ trả lễ. Trả lễ nó có tính cách giống như là mình lên xin xỏ Phật. Bữa nay là Phật cho rồi, bây giờ mình lên mà hối lộ. Hồi xưa mình hứa cúng gì đó, bữa nay mình cúng. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta không dùng cái từ trả lễ, mà chúng ta dùng cái từ là hoàn nguyện. Cho có nhiều vị lên nói hồi đó đi vượt biên, đi vượt biên rồi hứa tới nơi an toàn cạo đầu, mà giờ 40 năm rồi chưa cạo. Tâm lòng khó chịu. Pháp Hòa nói bây giờ cô sắp xếp, chú sắp xếp đi, hôm nào lên Pháp Hòa chú nguyện cho, để mình hoàn cái tâm nguyện, tức là mình trả lại cái lời hứa đó. Nhưng mà chữ hoàn nguyện ở đây là ai bắt mình đâu, ai bắt mình ăn chay, ai bắt mình cạo đầu, ai bắt mình cúng quái gì đâu. Mình tự hứa à, mình tự hứa rồi bây giờ mình không làm, Phật cũng chẳng hề trách móc gì mình. Nhưng mà mình không làm cái tự nhiên thấy trong lòng mình khó chịu lắm. Tại vì giống như mình đã hứa cái gì rồi, dơ trển, mà mình chưa làm thì mình chưa hoàn mãn. Cho nên mình đến mình xin xuống tóc. Pháp Hòa nói nếu quý vị chưa làm được thì quý vị nguyện đi, con nhấn nhớ lời hứa của con, lời nguyện của con. Nhưng mà khi nào đủ duyên, hoàn cảnh cho phép, con sẽ làm việc đó. Thật ra mình không nói cô không sao, nhưng mà tâm lý, Pháp Hòa tâm lý quý vị, Pháp Hòa dẫn lên cho hứa, cho khất lại. Hứa trả nợ mà giờ chưa trả thì cho khất lại. Nhưng mà ở đây là hoàn nguyện là vậy, tâm nguyện mình hoàn tất rồi. Thật ra là Pháp Hòa không phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp ở đây, nhưng mà sau này, sau 5 năm từ lúc mua là 2015 cho đến 2020 mà chưa đi đến đâu hết. Cho nên đầu năm 20, cuối năm 19 là Pháp Hòa nhận lời và đẩy cái chuyện này cho nó đi tới cho đến tháng 5 của 2020 là chúng ta khởi công xây cái chỗ này.
Quý vị biết lúc đó dịch bệnh mà đâu có đi đâu được, phải làm lễ online. Ở bên này quý vị FaceTime, Pháp Hòa tập hợp đại chúng xuất gia ở tại chánh điện Trúc Lâm, tụng kinh tụng kinh thành thông qua tới đây. Rồi các bác lớn tuổi ở đây nhờ cái đức của các bác, nhờ cái phước của các bác làm lễ động thổ. Vậy quý vị thấy bây giờ mình tu mà có thần thông phải không? Ngồi ở chỗ mà động thổ được luôn. Đó. Giống như bây giờ quý vị thấy không? Pháp âm là mình vang, mình ngay trong giờ phút mình ngồi đây mà Phật tử thế giới cũng đang có mặt với chúng ta ở đây. Đó. Cho nên á, vậy thì cái truyền thông Internet này là một phương tiện, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết sử dụng phương tiện. Và nó rất hiện đại, nhưng mà nó cũng rất hại điện. Nó tiện cái này, nhưng chúng ta phải có trí tuệ vào đó, phải có từ bi vào đó. Nếu không thì chúng ta có thể mượn nó làm tất cả những điều sai quấy, lỗi lầm do cái hờn tức, giận dữ, phiền não của chúng ta để tác hại đến ai đó bằng những phương tiện truyền thông này. Nguy hiểm lắm. Vì vậy cho nên á, Tôn Ngộ Không là biểu tượng cho mọi linh động, trí tuệ, sáng suốt, hiểu biết, nhanh nhẩu, tất cả những cái hay. 72 thần thông biến hóa mà, muốn nhỏ là nhỏ, muốn lớn là lớn. Nhưng cuối cùng chính Tôn Ngộ Không cũng phải đeo cái vòng kim cô đó để mà có thể có được một con người của Ngộ Không. Mà vòng kim cô đó là gì? Đó là đạo đức, đó là từ bi. Bất cứ những gì chúng ta làm mà không có đạo đức thì cái đó nó không thể gọi là cái hay được, và không thể nào làm lợi cho chúng sanh được. Vậy thì đạo đức chính là gì? Chính là giới mà tất cả những người đệ tử Phật đều phải tuân giữ. Cư sĩ tại gia có năm giới của cư sĩ, xuất gia có giới xuất gia, nam có giới của nam, nữ có giới của nữ, vân vân. Vậy thì tất cả những đệ tử của Phật đều phải có nền tảng đạo đức làm căn bản. Tại vì không có đạo đức thì mọi thứ nó hư hết. Mà đạo đức nhà Phật gọi là giới, vì có giữ giới là có đạo đức. Vì mình biết sao? Biết bỏ cái ác để tăng trưởng cái thiện, làm cái thiện. Cho nên cái trách nhiệm của một ngôi chùa, dù không có thầy trụ trì trực tiếp, nhưng tự mỗi người thành viên trong ngôi chùa đó cũng phải ý thức được bổn phận của mỗi người cư sĩ hay là người Phật tử Phật nói chung, là chúng ta phải học pháp, suy tư về pháp và hành những cái pháp mà chúng ta học, để làm cho cái ngôi chùa đó chúng ta vừa có nội dung mà vừa có hình thức. Thí dụ, cái nội dung là chúng ta đựng nước, nhưng hình thức là một cái ly. Rồi cái ly đó nó phải nói lên được cái lịch lãm của nó, cái để dưới cái trên một cái dĩa, rồi đậy cái nắp lại, rồi trọn vẹn rồi đó. Thật ra không có nắp cũng sao, không có dĩa cũng sao, nhưng mà cái chính là nước uống. Nhưng để trọn vẹn, thể hiện được hình thức, thể hiện nội nội dung là kính mời ly nước. Cũng giống như mình mời khách, đem một cái tô phở ra, tô hủ tiếu ra, trang trọng để đàng hoàng, lấy giấy napkin để xuống, lấy đôi đũa cái muỗng sắp xếp lại, mình dục đãi trên bàn, người ta vẫn cầm ta ăn. Nhưng nó chưa nói lên trọn vẹn cái hình thức và nội dung đó. Đệ tử của Phật là Ngài Maha Nam. Thưa đại chúng, Ngài Maha Nam là một trong những người thân thích trong hoàng cung của Đức Phật. Ông là người được vua Tịnh Phạn sai đi chiêu dụ Thái tử Sĩ Đạt Ta trở về sau khi Thái tử đi tu. Vua Tịnh Phạn nghe Thái tử Sĩ Đạt Ta ở đâu, sai người tới dụ. Nhưng mà rốt cuộc quý vị biết không, vua Tịnh Phạn làm ăn lỗ. Sai đi bao nhiêu người,
đi nhiều bao nhiêu người tới thuyết phục Đức Phật, rốt cuộc Đức Phật thuyết phục các vị đi tu hết. Thì ngài Mahanam là một trong những người đó. Ông làm là ở trong hoàng cung mà được vua Tịnh Phạn sai đi thuyết phục thái tử trở về. Ví dụ như thái tử đi tu như vậy là không đúng, thế này thế kia, nói tới đâu Phật để cho nói xong Phật thuyết pháp trở lại, cuối cùng tỉnh ngộ hết, nói thôi giờ con quyết định ở lại đây tu với ngài không trở về để phục mệnh nữa. Thì Mahanam, thì cái bài kinh này á, Đức Phật dạy cho ngài Mahanam. Pháp Hòa xin rút một khúc chỗ này thôi, một đoạn chỗ này. Ngài Mahanam hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là U Bà Tắc? U Bà Tắc là các vị cư sĩ đó. Tại vì âm theo tiếng Phạn là Upasika. Upasika là nam, còn nữ là Upasaka. Thì các vị dịch là âm lại là U Bà Tắc hay là U Bà Di, nghĩa là người cư sĩ nam nữ ở tại nhà. Nhưng mà nhớ, cư sĩ này có giữ giới. Cư sĩ của Phật tử, của Phật giáo là có thọ năm giới, có quy tam bảo. Thọ năm giới là gì? Cố gắng giữ năm điều đạo đức căn bản của con người, nền tảng của hạnh phúc. Đó là tránh sự giết hại, tránh sự trộm cắp, tránh sự tà hạnh, tránh sự lường gạt dối trá, tránh rượu chè cờ bạc bê tha. Rồi quý vị quán lại coi có phải là nền tảng xây dựng hạnh phúc không? Có phải là đạo đức căn bản của mỗi người không? Vậy thì Đức Phật cho mình cái này đâu phải ép uổng gì mình, mà Đức Phật đang giúp cho mình xây dựng hạnh phúc gia đình. Ai người ta cũng muốn, ai cũng nói hết đó. Mình cầu hôn đó, mình hãy đến với nhau để xây dựng hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái phương thức để xây dựng hạnh phúc thì hạnh phúc này mong manh, dễ vỡ. Cho nên á, có được cái này làm nền tảng rồi thì xây dựng hạnh phúc tốt, cộng thêm những yếu tố của nhẫn nhục, của du hòa, cũng giống như là có kèo, cột, cửa nẻo vân vân, nhưng phải có ốc, vít, bản lề vân vân thì mới tạo nên được một căn nhà. Hạnh phúc cũng vậy, nền tảng xây dựng là năm giới. Và để năm giới đó được giữ trọn vẹn nữa, có hiểu, có thương, có du hòa, có nhẫn nhục, xây dựng hạnh phúc. Thì ngài Mahanam hỏi Đức Phật: thế nào gọi là một vị cư sĩ? Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản, một vị cư sĩ. Thì Đức Phật dạy: người cư sĩ là sống trong sạch bằng cách giữ giới, và người đó có tính, mà tính không chưa đủ, phải có giới. Thế thì bây giờ nè, mình tin Phật, mình tin Phật nhưng mà mình không có thực hiện những gì Phật dạy thì mình không có được cái kinh nghiệm. Ngày hôm qua có một ông đến công quả cho chùa, thì Pháp Hòa vừa gặp cái hỏi thăm ông. Ông nói: trời ơi, ngày hôm nay tôi muốn một ngày rất là yên lắng hạnh phúc, nhưng không ngờ thằng con của tôi nó làm cho tôi nổi khùng lên. Giờ tôi phải chạy đi chùa để cho tôi hạ quả xuống. Thì chiều Pháp Hòa không nói gì hết, để chiều lát nữa nói chuyện với ông. Thì trong khi mà đi tới đi lui làm việc với ông á, chuyện này nó xảy ra, chuyện kia nó xảy ra, Pháp Hòa mới nói. Ông mới nói: ô, tôi học được cái này. Pháp Hòa nói: đúng rồi, thiền con ông ở nhà nó cũng học, nó cho ông bài học từ sáng giờ mà không thấy. Tại vì mình cứ nghĩ là đối tượng nào đó mới cho mình học, còn cái đối tượng chọc mình giận tức không phải, không, đều là cho mình một bài học hết. Cái quan trọng là mình nhận ra được nó, giống như một bài toán thôi. Nếu mà người ta có câu trả lời thì đâu phải là bài toán nữa. Mà nếu mà người ta có cái đáp án thì đâu phải là một bài toán. Mà bài toán một câu hỏi là không có đáp án. Rồi từ đó mình sẽ làm việc với nó. Cho nên ở trong chùa các tổ sư hay thử mình kiểu đó lắm. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác,
thế nào là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Đó là câu hỏi của Lục Tổ Huệ Năng hỏi cho Ngài Huệ Minh. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của ông đó? Bản lai diện mục là gì? Là cái tâm chân thật, là cái mặt mũi xưa nay của mình. Mà tâm chân thật thì nó không khởi thiện, không khởi ác. Nó giống như nước lọc vậy đó. Nó giống nước lọc vậy đó. Cho nên cái tâm chân thật yên lắng của mình chính là một chai nước lọc. Muốn pha cái gì đó tự mình pha, thấy không? Nhưng mà trong cuộc sống pha cái gì thì pha, nhưng bản chất vẫn không thể thiếu chai nước lọc. Vậy thì cuối cùng á, đơn giản nhất của mình là gì? Bình thường, nhẹ nhàng như nước lọc. Uống cứ đòi nước trà, cà phê, đủ thứ hết. Nhưng thủy chung cơ thể cần gì nhất? Nước lọc. Vậy thì cái mà nhộn nhịp lâu lâu của mình rần rần như thế này, thí dụ vậy đấy, lâu lâu thôi chứ mỗi ngày chắc chết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn trở về cái yên lặng, cái bình thường. Cho nên tại sao chúng ta lại sợ cái yên lắng bình thường? Chính nó là cái hằng ngày của mình mà. Bây giờ nói đơn giản là ngủ mà ồn ào sao ngủ? Ngủ là phải yên lắng mới ngủ được. Có nhiều người khó ngủ nha. Một tiếng động ngủ cũng không được, một ánh sáng ngủ cũng không được. Thế mới biết sự yên lắng rất cần cho chúng ta. Vậy mà đời sống hàng ngày chúng ta không hề yên lắng làm sao? Cho nên mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình ngồi thiền là tập cho mình sự yên lắng đó chứ. Tập cho mình sự yên lắng đó. Mình lấy một sâu chuỗi rồi mình ngồi mình niệm ba sâu Nam Mô Di Đà Phật là lúc đó mình không niệm gì nữa hết. Mặc dù thỉnh thoảng mình còn đi ra. Thí dụ mình đang niệm Phật vậy nè, cái mình nói ủa hồi nãy đi chợ về 50 biết cất đâu rồi. Nó nhớ vậy đó. Rồi cái thì nhớ trực lại là quay trở lại. Nó giúp cho mình. Đến khi nào mà tâm mình bình an rỗng rang, à chừng đó mình biết mình vẫn có được những giây phút chân thật đó chứ. Cho nên nó tại vì Thượng Tọa Minh là rượt theo Ngài Lục Tổ để tìm y bác. Nói ông trả lời được tôi câu hỏi, tôi đưa cho ông y bác. Và Ngài Huệ Minh nói tôi rượt tới đây không phải là tôi tìm y bác, mà tôi nghe đến cái đạo hạnh và cái tuệ của Ngài, cho nên tôi muốn đến hỏi đạo. Lúc này về Ngài Huệ Minh nói con muốn đến hỏi đạo. Vậy ông hỏi đi, để tôi hỏi cho. Ngài Lục Tổ khai thị cho Ngài bằng cái câu nói đó. Mình nghe thì mình thấy có một cái gì đó rất là cao siêu, giải đáp không được, nhưng mà đơn giản vô cùng. Xin phép đại chúng và nói vậy nè, mình sắp sửa đi đâu là mình ăn mặc rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng về tới nhà làm gì? Tẩy trang, thay một bộ đồ đơn giản nhất để mình mặc. Và lúc đó mình cảm thấy sao? Thoải mái quá, đúng không? Vậy thì cái lúc mình thoải mái đó là bản lai diện mục của mình đó. Cái lúc mà mặt mình không còn cái gì trên này nữa hết á, có thể nó trắng nhách, có thể nó xanh dờn, có thể nó như thế nào đó, nhưng mà chính giây phút đó là cái bản lai diện mục của mình. Tại vì mình để mấy cái đó còn trên mặt ngủ khó chịu lắm, phải tẩy nó đi. Cho nên cái lúc mình bình thường nhất. Cho nên hỏi đạo là gì? Nói cho nhiều đó rủ cuồng, đạo là cái đơn giản vô cùng. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà, trong tâm mình sẵn có được cái bình an chân thật đó, mà mình đừng đi tìm kiếm nữa. Mà mình cứ chạy đi tìm hoài thì các ngài thường hay quở mình đó, cởi trâu đi tìm trâu. Đeo cái mắt kiến trên mắt đó mà cứ đi tìm cái mắt kiến. Cầm chìa khóa trong tay mà chạy đi tìm chìa khóa. Có không? Có. Đó là mình đó. Không. Đeo sâu chuỗi trong người mà trời ơi sâu chuỗi tôi đâu rồi. Vân vân. Cho nên á, có tính có giới. Ngài nói có tính chưa đủ, phải có giới. Tại vì mình tin Phật mà mình chưa biết phải làm gì để mình bày tỏ niềm tin đó. Chữ bày tỏ đây không phải là lấy điểm với Phật nha, mà mình phải
chứng minh cho người khác ở cái tin của mình là sao. Thí dụ ha, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, có nhiều khi người thân mình á cản trở không cho mình đi chùa, thậm chí mình đi xuất gia người thân không cho luôn, nhưng mình quyết chí mình đi tu và mình nói rằng sống ở ngoài khổ lắm, không hạnh phúc, không an vui, không phải đi tu mới hạnh phúc an vui, rốt cuộc đi tu rồi khổ hơn nữa. Vậy thì mỗi ngày mình tu mà mình không có an lạc là mình biết tu trật rồi đó. Đơn giản vậy thôi. Tu làm sao mà ngày nào không có an lạc mà ngày nào cũng phiền não trong lòng là biết mình tu trật rồi đó. Cái cách đi, cái cách sống của mình nó trật rồi đó. Phật dạy mình nấu cơm, mình nấu làm sao mà giờ mình bực bội với cái nồi cơm của mình đó. Đầu lúc nào cũng láng o, không bao giờ thấy tóc. Mà không biết bài kệ phủi tóc có độc không? Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não độ thoát cho đời. Mình lấy cái dao la lam lên mình cạo tóc mà mình có đọc bài kệ đó không? Rồi giờ yêu cầu phải có nội dung, phải có hình thức đọc kệ phải không? Đọc kệ có hình thức nhưng hiểu được nội dung đó không? Sống được với cái nội dung đó không? Mình đi chùa mình làm công quả cũng vậy thôi à. Đi chùa để đi tìm công quả, để tạo phước. Tại vì nghe pháp là mở trí, mà phụng sự cho đại chúng là tạo phước. Nhưng mà cũng dễ giận, dễ hờn, dễ phiền não, dễ trách móc. Cuối cùng mình cũng làm nó trật đường rầy đi. Cho nên tính giới, mà giới không chưa đủ, phải nỗ lực tinh cần tinh tấn. Bây giờ mình tin Phật rồi nè, quy y thọ giới rồi nè, mà không siêng năng, không tinh cần. Cũng giống như á, mình tin là mình có khả năng làm ăn nè, mở quán làm ăn nè, mà không có siêng mở cửa. Muốn mở giờ nào mở, muốn đóng giờ nào đóng, không có siêng năng tiếp khách gì hết. Mà người ta thương quý cái nghề thương khách, sắp sửa đóng cửa mà người khách cuối cùng bước vô cũng phải tiếp. Phật tử phone lên chùa hỏi: thầy đây, chùa chừng nào đóng cửa? Bố nói: dạ chùa không có đóng. Thật ra chùa đóng, nhưng mà người ta hỏi vậy nghĩa là ta muốn tới chùa. Nói: dạ tới lúc nào cũng được, người ta cần mình phải mở cửa. Có nhiều vị đi clean hồi xưa, cái thời mà người Việt mình còn đi clean khuya office mấy cái chỗ, 3 giờ sáng gọi vô chùa: thầy giờ này vô lễ Phật được không? Không lẽ nói: dạ mai đi, thầy đang ngủ. Dạ được. Phật tử gọi vô chùa: chùa còn đồ chay không? Hết, cũng nói còn. Chạy xuống bếp chuẩn bị liền. Người ta ăn chay được mình mừng, dù chỉ là một bữa chay. Người ta ăn được một bữa chay là lợi sinh. Mà bổn phận của mình, nhiệm vụ của mình là làm sao khai mở cho được cái chỗ hạnh phúc, cái chỗ lợi lạc cho chúng sanh đó. Cho nên không từ chối. Pháp Hòa mà không phải Hòa khoe mà Hòa kể thôi. Nhiều khi một cái lễ quy 5-7 chập, lát 5-10 người, lát 5-10 người, mà thiệt sự không quy y mất. Không có cơ hội trở lại. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đang ngồi trong phòng, cái mấy cô gõ cửa, mấy thầy gõ cửa, nó có Phật tử ở xa tới thăm thầy. Rồi ngồi nói chuyện, hồi cái các vị nói: giờ con phát tâm muốn quy y. Thật sự ra các vị biết, Pháp Hòa không có ham, có đệ tử gọi là đông đảo gì như mình thường suy nghĩ. Đông là phải nhiều quá. Nhưng mà cái lòng Pháp Hòa đơn giản thôi. Chỉ cần Phật tử phát tâm hướng Tam Bảo, các vị có về đâu, nhưng các vị vẫn giữ trong lòng mình bây giờ là đệ tử Phật, hướng tâm về Tam Bảo. Cái mục đích của mình là làm sao cho Phật tử hướng tâm. Tại vì khi họ có cái hướng rồi đó, thì họ biết đường họ đi. Và mình trao cho họ cái bản đồ của năm giới. Mình trao cho các vị đó bản đồ của năm giới, mà chỉ cần các vị sống một phần của năm giới thôi, hạnh phúc gia đình bắt đầu có mặt, an lạc nơi tự thân có mặt. Ngày nào Pháp Hòa cũng hạnh phúc lắm, được nuôi dưỡng bằng những cái email, bằng những cái phone.
nếu mà con không nghe được những bài pháp thoại, con biết giờ cuộc sống con đi về đâu, tội lỗi con tới chừng nào, nghe bao nhiêu đó thôi đủ vui rồi. Dù có bao nhiêu cái mệt nhọc, nhưng mà những gì mình nói mà người ta tiếp nhận được, người ta ứng dụng được. Thưa đại chúng, tu mà không có siêng năng tinh tấn tu không được. Cho nên có tính, có giới, phải có nỗ lực tinh cần. Không phải tu không, bất cứ ngành nghề gì. Pháp Hòa nói với mấy bạn trẻ hoài, trên con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Có ai lười biếng mà thành tựu được cái gì bây giờ? Cho nên phải siêng năng, phải tinh tấn. Mà cái chữ tinh tấn của nhà Phật á, mình tạm nói cái chữ siêng năng á, chứ cái chữ tinh tấn nó còn hay hơn chữ siêng năng nữa. Tại vì sao? Tại vì chữ tinh là gì? Là mình tin tường cái sự việc đó. Cho nên bây giờ mình quyết tâm, mình tiến bộ trên con đường đó thì gọi là tinh tấn. Pháp Hòa ví dụ như á, đại chúng biết là mình đi trên con đường này là mình biết rất rõ con đường này để dẫn tới cái chỗ đó. Thì ai có phone nói cái gì, nhiều khi cái bản đồ nó nói tùm lum hết trơn, mình biết chắc đường mình đi trúng rồi, nó nói gì nói mình cứ đi thôi. Nhiều khi cái họ tính theo cái tuyến đường đó, máy móc mà. Cho nên mình đã tin con, mình tin tấn, mình tin tường cái con đường mình đi rồi thì cứ như thế mà đi. Cho nên tính, giới, siêng năng, rồi phải có gì? Bố thí. Ở đây Phật dạy bố thí là mình hiến tặng, dù chỉ là một công việc rất nhỏ. Quý bác lớn tuổi, quý bác không làm được gì, quý bác lặt rau. Ở nhà đó quý bác hiến tặng hoài chứ gì. Có nhiều khi nó về già rồi đâu làm được gì, già được. Quét nhà nè, lau bàn nè, dọn cái chén, lấy cái tô, đều là hiến tặng hết. Cho nên chùa hay treo câu phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bất cứ một cái gì mình làm đều là phẩm vật dân cúng hết. Một lời lành mình nói ra đều là sự hiến tặng. Tại vì thay vì một lời nói khắc nghiệt, mình nói một lời lành. Hồi chiều này mấy thầy mấy chú vô phòng thăm Pháp Hòa, thì chỉ trong vòng có vài phút thầy trò trao đổi, nhưng Pháp Hòa có nói chuyện với mấy chú và nói chúng sanh con người hiện nay, người ta hướng về cái chỗ luận bàn thị phi nhiều lắm. Cho nên mình là người tu, mình cố gắng, mình làm được những gì trong khả năng của mình để cảm hóa, để hướng tâm. Quý vị biết không, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ đơn giản. Mình ngồi dưới đó, mình nhìn lên đây thôi đó, xấu đẹp gì nãy giờ nó cũng sẽ bắt đầu nó nhảy ra trong cái tâm thức của chúng ta. Bình hoa cấm gì xấu quá, hết kiếm Phật nào để ông Phật rầu rĩ quá. Thí dụ vậy. Tức là đó là cái tâm của chúng sanh. Mình thấy cái gì là mình luận cái đó. Người giàu mình cũng nói theo người giàu, người nghèo mình cũng nói theo người nghèo, người xấu mình cũng nói, người đẹp mình cũng nói, người trẻ mình cũng nói, người già mình cũng nói, người cao mình cũng nói, người thấp mình cũng nói. Tại vì cái đó là cái tập nghiệp của mình, chứ không có gì hết á. Không có gì tội lỗi đâu nha. Nhưng mà cái đó là cái cách sống của chúng sanh, cho nên là gây lộn hoài là vậy đó, là phiền não nhau hoài. Cho nên mình tu để mình làm gì? Tại sao mình có nhiều cái thời giờ phải làm? Để mình giảm cái đó đi. Mình giảm cái đó. Mà mình giảm cái đó đó, thì trong lòng mình nó, tại vì trong lòng mình nó có cái đó, cho nên nó mới phát hiện ra lời nói và hành động. Mà chỉ cần mình như vậy thôi là mình đã là một sự bố thí. Có nhiều khi mình lên xe, mình nói rỉ rả, nói người ta mệt luôn, người ta nói nín giùm tôi 5 phút được không, là ta đang xin mình bố thí đó. Ta xin mình bố thí cho 5 phút yên lặng đó. Cho nên đại chúng đi nghe pháp mà tắt cái phone đó là quý vị bố thí cho hội chúng một cái nguồn năng lượng yên tĩnh, không phiền não.
rồi mình bớt đi cái sự trộn rộn đó, mình làm cho người khác, có nhiều người người ta khó tính. Và có nhiều vị người ta sẽ bị phân tâm. Cho nên cái sự nhẹ nhàng làm việc của mình đều là một sự đóng góp hết. Pháp Hòa hay tập bất cứ đi đâu, làm cái gì, nhìn ngó cái gì, Pháp Hòa đều appreciate, biết trân quý những gì người khác làm. Nhiều khi Pháp Hòa đi ngang, cái Hòa thấy bữa nay cái chỗ đó được làm rồi, cái chỗ đó được làm rồi, mình cảm lắm. Tại vì mình biết rằng có những người trong thầm lặng đã thấy được những điều mình muốn làm, các vị làm. Và thậm chí mình chỉ hơi nhẹ một cái ý, các vị làm. Cho nên trong lòng vào trân quý cái đó lắm. Và mình sống mà mình biết trân quý như vậy đó, mà mình biết trân quý thì mình biết giữ gìn. Mà mình biết giữ gìn được cái vật chất thì mình giữ gìn được cái nội tâm của mình. Cho nên nhiều khi á, có những vị đi tu sau 10 ngày, 2 tuần rồi yên lặng trong lòng, muốn giữ được cái yên lặng đó khó lắm mà, đi về nhà rồi đâu phải dễ. Cho nên có những vị về tới nhà nuôi dưỡng lại được cái thời gian tu ở chùa, nuôi dưỡng được thêm 5-7 ngày nữa, rồi bắt đầu mới trở lại cái không khí trộn rộn của bình thường. Nói như vậy á, thì không phải Đức Phật nói là mình làm này không đủ, kia không đủ. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói, như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó, cái chính vẫn là miếng nước, nhưng để thể hiện trọn vẹn cái ly nước, vừa tình cảm của mình là cái nội dung, thể hiện cái nội dung và cái ly nước. Cho nên mình để thêm cái nắp hay là mình để thêm cái dĩa vậy đó. Quý vị thấy cái bàn này, thật ra thì cái bàn là để ngồi rồi để vật lên thôi, nhưng để nói lên cái trang trọng cái mình kiếm cái bàn mình trải vậy thôi à. Cái ghế mình dục ra đó miễn có ngồi thôi chứ, nhưng nếu mình để cái ghế ra cho nó đàng hoàng, nó dơ thì mình lau, cái tự nhiên người ta cảm thấy có một sự trang trọng trong đó, nó trọn vẹn trong đó. Cho nên là một người Phật tử, chúng ta không phải chỉ nói anh đạo gì, tôi đạo Phật, chấm hết. Không đủ. Đủ ở đây là gì? Anh đạo Phật, nhưng mà để cho cái đạo Phật của anh nó trọn vẹn cho chính anh, anh nên tìm hiểu đạo Phật là gì. Và Đức Phật mà anh đang tin á, dạy cho anh cái gì để trở thành một tín đồ đúng nghĩa. Một tín đồ đúng nghĩa không phải là tới chùa làm sống chết, không phải là cúng cho thật nhiều. Nếu cúng thật nhiều mà chưa bỏ được cái ngã, cái kiêu mạn, cái tự hào là mình cúng đó, cái đó là thiếu đó. Nếu mình cúng nhiều nhưng mà mình rất vẫn dễ thương, đây, cái người này trọn vẹn. Cũng giống như một thầy tu giỏi mà không khinh thường người khác thì thầy tu đó mới hay. Mình giỏi mà mình không coi thường người khác thì tự nhiên ta nhìn mình vừa kính vừa trọng. Trọng là trọng ở cái tài năng, kính là kính ở cái đức, cái hạnh, cho nên gọi là kính trọng. Trong luật Sa Di mở lời nè, có oai khá sợ, có nghi khá kính. Quý vị đọc cái bản văn Công Phu Sáng, đại chúng ngưỡng quan, quý ái kim bảo, cầu Phật ai hữu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú. Mấy câu đó ở trong cái bài tụng sáng. Và Pháp Hòa chỉ nói một câu, đại chúng nhìn lên thấy Phật vừa mừng vừa sợ, quý ái kim bảo. Cho nên người ta kính trọng, nhiều khi người ta kính mình là người ta trọng là tại vì cái chức, cái danh, cái phận của mình ta phải trọng thôi. Không trọng ta mất chức, ta mất việc, ta mất cái quyền lợi. Nhưng mình có chức quyền mà mình không thể hiện cái đó, người ta kính lắm. Cho nên kính trọng là vậy. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói như vậy, để không phải Đức Phật nói chỉ bố thí mới đủ hay là chỉ trì giới, nhưng trong trì giới nó vẫn có niềm tin, phải không? Quý vị biết nếu mà không có niềm tin là trì giới, giữ giới sẽ được an toàn, hạnh phúc thì làm sao mình giữ giới? Giống như quý vị tin rằng mình lái xe giữ không có cái gì,
không có cái sự lái ẩu thì làm gì có bị tai nạn hay là bị tức kịch. Nhưng mà thỉnh thoảng trong cuộc sống nhiều khi mình đậu mình không đụng ai cũng bị người ta quẹt vậy, phải không? Mình không bao giờ nói đụng tới ai mà cũng bị người ta đụng hoài, phải không? Chừng đó mình mới tin là oan trái, mới biết là nghiệp. Cho nên mà tu cái chỗ này, anh không đụng người ta đó là phước của anh rồi đó. Nhưng mà bây giờ người ta đụng anh thì bây giờ làm cái gì đây? Đây chính là chỗ anh tu. Anh không tạo nghiệp bằng cách là anh không đi gây chiến với người ta. Nhưng mà cuộc sống đâu có nghĩa là người ta không gây chiến với mình. Vậy thì khi người ta gây chiến với mình đó, thì chính lúc này là cái lúc chúng ta tu đây này. Còn mình không gây chiến với người ta là phước. Còn người ta gây chiến với mình mà không gây chiến là mình tu. Hồi nãy con anh Phật tử đậu xe ngoài kia bị quẹt móp cái đầu đó. Bây giờ là mình biết là mình tu, mình không đụng ai hết á. Nhưng mà cuộc đời này đâu có nghĩa là nó đơn giản, phải không? Người ta cũng sẽ đụng mình. Thì thể hiện được cái tu. Cho nên á, lại Phật, mình lại cái tượng Phật. Tượng Phật này không ban cho mình được cái phước. Nhớ nha, tượng Phật không ban cho mình cái phước. Nhưng tượng Phật này sẽ cho mình được cái phước là mình có cái phước cung kính. Mình xá một ông thầy, một chú tiểu. Chú tiểu đó nhỏ hơn con mình nữa mà. Nhưng mà chính mình xá cái chú đó đó, mình nói được hai việc. Việc thứ nhất, tôi xá chú phải ráng tu. Vậy thì mình xá chú là mình nhắc chú ráng tu cho đúng bổn phận của chú là người tu. Mình gặp cái vị đó mình chào thầy, để cho ổng đừng quên ổng là ông thầy, sống đúng cái bổn phận của ông thầy. Và đồng thời là ổng là thầy tu thì mình gọi ổng thầy tu thôi. Cũng giống như vô văn phòng gặp bác sĩ thì chào bác sĩ, chào luật sư, chào cô y tá. Ai mình cũng chào đúng nghĩa được hết. Mà tại sao ông thầy chùa mình không kêu ổng được chữ thầy? Mình kêu thầy là gì? Là thầy tu. Ổng đâu phải thầy tôi. Chữ thầy đó là tại cái đời sống của ổng là một thầy tu ở trong chùa thì mình kêu thầy tu. Nhưng mà mình, đó là mình giải thích theo cái nghĩa. Còn cái xá là gì? Để nhắc nhở. Đồng thời mình cũng tu tập được, hạ được cái ngã của mình. Mình là lớn mà mình biết kính trọng, cái đó nó mới quý. Cho nên quý vị nhớ trong kinh kể ha, Đức Phật đi thăm sóc các thầy bệnh nè. Thường ở trong sử kể, Đức Phật cứ vài ngày là Đức Phật đi một vòng hết các khu vực của thầy các chư tăng ở, để xem thứ nhất là để nhắc nhở chúng tăng. Có hình ảnh Đức Phật đi ngang thì các thầy biết thúc liễm thân tâm lo tu tập. Cái thứ hai, lỡ các thầy rơi vào những câu chuyện thị phi tranh cãi thì Đức Phật cũng thấy nghe mà nhắc nhở. Cái thứ ba là lỡ thầy nào có bệnh hoạn, Đức Phật cũng có thể ân cần nhắc nhở, an ủi bệnh hoạn và cũng đồng thời sắp tấn các bạn đồng tu chăm sóc cho người bệnh này. Bên cạnh đó còn là một cái hình ảnh đẹp cho các vị thầy tu nhỏ, các sa di nhỏ tuổi thấy được hình ảnh của Đức Phật mà khởi tâm tu tập. Cho nên cái sự đi thăm viếng của Đức Phật ngày xưa đó, các vị thường gọi là đi tuần chiếu. Để mà làm gì? Để mà tới từng khu vực chúng tăng ở mà để nói lên được những cái ý nghĩa mà nãy giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy. Bây giờ mình cũng bắt chước vậy đó. Nhiều khi trong những cái chương trình tu học, trời, Pháp Hòa một ngày không biết bao nhiêu việc, mà tối khuya cũng mò xuống bếp thăm mấy cô mấy bác dưới bếp một chút. Mà các vị rất là vui. Ồ, có nhiều cô biết nha, đừng lo, lát 11 giờ thầy xuống. Lát 12 giờ thầy xuống. Rồi các vị ở chờ, rồi Pháp Hòa xuống chỉ cần ngồi với quý vị chừng 15-20 phút thôi, chụp một vài tấm hình, nói một vài câu chuyện vui mà các vị rất hoan hỷ. Mà thường là cũng cố gắng để mà làm cái việc đó khi mình có nhớ và có thời gian. Dĩ nhiên có những lúc mình không có thời gian làm, nhưng khi nào có thời gian là đều thực hiện cái chuyện đó. Cho nên ở đây á, Ngài Mahanam hỏi Đức Phật, tính nè, giới nè, tinh tấn nè, bố thí nè, nghe pháp nè. Còn nghe pháp rồi phải ghi nhớ. Không có ghi không có nhớ, phải không?
cho quý vị phải ghi nhớ. Nhiều khi mình muốn ghi nhớ trong tâm mình phải làm gì? Lẩm nhẩm. Phải lẩm nhẩm câu đó. Nhẩm riết nó mới thuộc. Học kinh, học chú cũng phải thế. Phải ghi nhớ trong lòng. Rồi ghi nhớ trong lòng rồi phải gì? Phải thực hiện. Thì Đức Phật gom lại. Đức Phật nếu đầy đủ cái đó, tính, giới, bố thí, rồi gì nữa, tinh tấn, nghe pháp, ghi nhớ, thực hành, làm những cái việc đó thì mình trọn vẹn một cư sĩ. Cũng giống như một học sinh đó, nó có tinh học đàng hoàng sẽ được bằng cấp, rồi siêng năng đi học, rồi giữ những cái nguyên tắc luật lệ của nhà trường để được tiếp tục đi học, rồi phải chia sẻ những cái đóng góp với nhà trường, rồi luôn luôn nghe lời thầy giảng, ghi nhớ những lời thầy giảng, thực hiện những lời thầy giảng, thì một học sinh mới trọn vẹn và đủ điểm để có bằng cấp. Thì ở đây cũng thế. Đức Phật nói như vậy không có nghĩa là Phật chê này, Phật chê kia, nhưng để mọi thứ nó đi tới một cách trọn vẹn. Cũng giống như nấu cơm, múc gạo để vô nồi, đúng rồi, nhưng mà dừng ngay đó thì đâu gọi là có cơm, phải không? Do gạo xong đổ nước, nhớ bấm nút, mà nhớ bấm nút nha. Rồi xong rồi 15-20 phút sau nhớ kiểm nồi cơm nha. Không thôi là gạo nhiều mà nước ít đó. Còn không thôi là gạo ít mà nước nhiều đó. Hoặc là đôi khi để vô trong nồi mà quên bấm, có không? Nửa tiếng sau tới giờ ăn dở ra nồi cơm nó sình. Thành thử ra Đức Phật dạy đàng hoàng. Thì không phải là mình làm một việc đó đủ. Giống như người tu nè, đi vô chùa tập sự 6 tháng tới 1 năm, nếu chưa sẵn sàng cũng không được đi tu. Hoặc là mình sẵn sàng rồi nhưng thầy của mình thấy mình chưa sẵn sàng sẽ không tiếp nhận. Vì sao? Vì không phải thầy khó với mình, hay là thầy không thương mình, nhưng nói đúng ra là thầy thấy được mình chưa tới. Giống như tàu hũ kho chưa tới, kho chút nữa đi cho nó thấm, thấm ăn mới ngon. Dù quý vị gấp cỡ nào không cần biết, nhưng không chín lấy gì ăn. Mình đi mua fast food là thức ăn nhanh, vẫn phải chờ 5-7 phút để người ta nấu chứ. Làm gì có chuyện fast food mà vừa ra nói đưa liền được, trừ khi nào đã nấu sẵn. Không? Cho nên trong cuộc sống nó phải có tuần tự như thế, và nó đi một bản bài như vậy nó mới trọn vẹn. Cạo cái đầu chưa đủ, mặc cái áo chưa đủ, ở trong chùa cũng chưa đủ, ăn chay trường cũng chưa đủ. Bởi vì cạo cái đầu mà chưa cạo cái tâm, mặc cái áo nhẫn nhục mà lòng chưa nhẫn nhục. Mình ăn chay mà tâm mình chưa chay. Chữ chay đó là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mình còn hiềm khích với đệ huynh, còn lấn cấn với huynh đệ, còn thế này thế nọ. Cho nên ăn chay là hình thức, nội dung là tẩy thân và tâm. Cạo đầu là hình thức, rửa tẩy cái phiền não rối rắm trong lòng. Mặc áo là hình thức, nhưng mà hình thức để nhắc mình nhẫn nhục nha. Bây giờ thí dụ mình mặc cái áo này mà mình đi gây lộn, mày muốn gì? Săn cái áo cột lên. Quý vị nhớ nha, bây giờ là chỉ cần vừa cột cái áo lên là lên livestream liền đó. Trời ơi, thầy tu đánh lộn nè. Nguy hiểm quá. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta gặp nhau, cũng như Pháp Hòa thường thưa với đại chúng, mỗi lần mà đại chúng về chùa, rồi Phật tử gặp nhau thì chúng ta nói chuyện Phật Pháp. Ngày nào nói chuyện đó, phải không? Ngày tóc gặp nhau hỏi chuyện tóc, ngày neo gặp nhau nói chuyện neo, ngày bán vải gặp nhau nói chuyện bán vải. Chúng ta là Phật tử gặp nhau nói chuyện Phật Pháp, đúng đúng việc của mình. Vì vậy mà hãy đúng việc của mình, xong một tiếng đồng hồ đứng dậy có lợi lạc. Đứng dậy có lợi lạc, mặc dù không biết ghi nhớ được nhiêu, không biết là mình sẽ thực hiện được bao nhiêu, nhưng mà nãy giờ một tiếng đồng hồ tâm mình đã tẩy trừ một phần nào, và mình đang hướng tâm về cái sự lắng nghe đó. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại là Đức Phật dạy ngày Ma Ha Nam để trọn vẹn một cư sĩ.
mà có thể nói để trọn vẹn một con người trong cuộc sống. Bất cứ việc gì chúng ta làm, có niềm tin đi học nghề mà không siêng năng tới trường lớp, không ghi nhớ lời, không nghe lời, không tuân thủ luật lệ. Luật lệ là giới đó. Cho nên trong đạo là có giới, mà trong trường có luật lệ, trường có, trong nước có luật pháp, vân vân. Và không có những cái đó thì con người không thể đi vào khuôn khổ được. Cho nên một ngôi chùa để làm gì? Để làm cái tụ điểm cho mọi người biết tới, để trưởng dưỡng, vun bồi cái thiện, xa cái xấu. Và đó là định nghĩa của chữ chùa. Chùa là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Tiếng Việt gọi là chùa, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là vihara. Còn chỗ chư tăng ở là sangharama. Mà tất cả những cái đó nó cùng một cái nghĩa là gì? Là tịnh địa, là đất sạch. Cho nên chúng ta thường gọi là tinh xá. Tinh xá chứ không phải tịnh xá nha. Bây giờ mình đọc hơi trại là chữ tịnh xá đó. Chứ đúng đọc là đúng cách đọc là tinh xá, là cái nhà trong sạch, gọi là tinh xá. Mà nhà trong sạch thì người ở cũng sạch. Và vì sao nó sạch? Vì mình biết giữ nó sạch. Vì sao mà người họ giữ sạch? Tại vì trong lòng họ sống sạch. Có phải không? Nó related, nó liên hệ với nhau. Và trong Phật giáo gọi cái đó là gì? Nó là tương tức. Nó là sự tương tức. Trong lòng mình có sự gọn gàng, thể hiện liền cái chuyện đó. Thấy rác là lượm, làm tới đâu dọn tới đó. Nó thể hiện bản chất sống của mình. Vậy thì con người, vì cái nơi đó nó sạch. Nó sạch không phải ở cái hình thức là đúng, vì tâm người sạch cho nên nó thể hiện được hình thức sạch. Và chính cái hình thức sạch này nó sẽ giúp cho mọi người sống trong cái môi trường đó. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Đức Phật đã xác định điều đó trong kinh Phước Đức. Kinh Phước Đức: thiên và nhân thao thức, trời và người đều thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành. Và Đức Phật dạy 38 pháp phước đức, 38 pháp hạnh phúc. Mỗi câu là mấy điều rồi nè. Sống trong môi trường tốt là một cái hạnh phúc rồi. Được tạo tác nhân lành là một hạnh phúc rồi. Được đi trên đường chánh, có phải không? Câu đó là ba điều rồi đó. Mình có sống trong môi trường tốt không? Mỗi ngày được tạo tác nhân lành không? Được đi trên đường chánh, không có hầm hố chông gai, khó khăn gì cả. Cho nên cái bài kinh đó, cái bài kinh Phước Đức đó, mà nghiệm ra mà đếm hết là tổng cộng 38 pháp để có hạnh phúc, có an lạc. Và thưa đại chúng, Đức Phật dạy rất rõ là mình như thế nào thì nó thể hiện như thế đó. Sen xanh thì phải tỏ ra sen xanh, sen vàng sẽ tỏ ra ánh sáng vàng, sen vàng thì không thể tỏ ra ánh sáng đỏ, sen đỏ tỏ ánh sáng đỏ, sen vàng tỏ ánh sáng vàng. Đó là lời trong kinh A Di Đà, phải không? Và cái câu đó để nói rằng chánh báo mình như thế nào, y báo mình sẽ như thế đó. Cho nên cái ngôi chùa, ngày xưa Đức Phật không chủ trương làm chùa, vì đời sống của Đức Phật là đời sống ở trong rừng. Nhưng khi chúng tăng đệ tử đông thì vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La mới nói với Đức Phật rằng á, bây giờ đệ tử Phật đông rồi, mà bây giờ đệ tử tại gia cũng đông, mà chúng con không biết Phật và chư tăng ở đâu để hỏi đạo. Ở trong rừng thì biết ở đâu. Con xin đề nghị Đức Phật, Đức Thế Tôn nên có một cơ sở. Đức Phật thấy đề nghị có lý, đúng lúc hợp thời. Cho nên Đức Phật chấp nhận cho vua Tần Bà Sa La cúng dường đất để xây tịnh xá. Và lúc đó Đức Phật dặn thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên đi tìm đất nào mà không quá xa thành phố, không có quá gần thị tứ, mà cũng đừng có quá xa. Thì cuối cùng chọn được cái miếng đất vườn trúc của Tần Bà Sa La, vua Tần Bà Sa La, và đặt tên tịnh xá là tịnh xá Trúc Lâm. Còn riêng ông Cấp Cô Độc, ông thấy Đức Phật ở thành Xá Vệ cũng không có cơ sở, ông phát tâm ông cúng đất.
Nhưng mà bây giờ ông đi cúng đất mà ông chọn nhầm cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà. Mà trong cái đất đó thì có cây và có đất, giống một công viên mà. Thì Thái tử mới nói bây giờ ông lót được vàng tới đâu thì tôi bán đất tới đó. Thì quý vị biết ông chở hết vàng trong nhà của ông tới, ông lót hết được mảnh đất đó. Thì làm cho Thái tử Kỳ Đà rất ngạc nhiên. Đức Phật này là ai mà để cho một ông cư sĩ giàu có mà phải cúng đến mức như vậy? Thì ông tìm tới Phật. Và khi ông tìm tới Phật thì đúng y như là như thế. Ông được Đức Phật cảm hóa bởi cái từ trường, cái đạo đức của Đức Phật. Ông nói thôi, lẽ ra tôi không bán là vì ông mua được đất thôi, còn cây thì ông sao lót. Thôi bây giờ ông cúng đất, tôi cúng cây. Và từ đó trong kinh mình mới có câu á, vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Và tiếng Hán gọi là kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa đó, các vị xây chùa Đức Phật không chủ trương, nhưng nếu đúng lúc đúng duyên thì Đức Phật sẽ làm. Trên Tây Thiên cũng, ở trên tu viện Tây Thiên cũng vậy. Hồi đầu Pháp Hòa chỉ muốn tổ chức để cho đại chúng có chỗ tu thôi. Nhưng mà mình làm nhỏ cái không đủ, cái giờ gì nhu cầu cái phải sanh thêm. Cho nên những cái gì mà sanh là nó phát sinh, nó phát sinh theo nhu cầu. Hồi trước ở chùa mình không có livestream, do dịch bệnh nhu cầu cho nên mình phải livestream. Rồi các vị quen 2 năm trời livestream tụng kinh nghe pháp rồi, bây giờ mình không dừng được. Rồi các thầy bây giờ cũng mòn mỏi ngày nào cũng livestream. Các thầy nói thôi thầy cho tụi con nghỉ tầm mỗi tối. Có nhiều Phật tử chờ giờ không có chùa tụng kinh buồn quá. Lâu lâu và nói thôi lâu lâu mình sắp xếp thời gian livestream cho các Phật tử ta tụng kinh theo. Giữ lửa tinh tấn. Dù các vị ở xa, dịch bệnh không thể, cái hoàn cảnh mình không đi lại được thì mình tu tại chỗ. Còn khi nào hoàn cảnh cho phép chúng ta tu du hành, phải không? Cho nên mình mới có một Đức Phật tên là Du Hí Thần Thông Phật. Du Hí Thần Thông, Thần Thông Du Hí là thần thông để đi qua đi lại. Nhưng mà nhớ nha, Du Hí Thần Thông để làm lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên trong kinh nói các vị dẫn thần thông đi chỗ này, vẫn thần thông đi chỗ kia, mà thậm chí làm việc gì cũng nương oai thần của nhau mà làm. Các vị ở đây nương oai thần nhau không đó? Cô bếp á, cổ biết nấu nhưng mà cũng phải nương oai thần người phụ chứ, mình cổ sao nấu, phải không? Vậy thì trong kinh nói thật chứ đâu phải nói chuyện không có đâu. Pháp Hòa thì là đóng vai chánh, nhưng mà Pháp Hòa nương oai thần của các thầy đệ tử chứ không thôi sao làm. Giờ em ngồi đây thì ai quay phim, ai làm livestream, phải không? Cho nên các phải nương oai thần của các vị đó. Thôi thì các bác mấy ngày nay nương oai thần của con cháu để được về chùa. Chúng ta đều nương oai thần của nhau mà cùng nương tựa để thành tựu được cái đời sống hiện tại trong gia đình cũng như đời sống tâm linh. Cha mẹ lo cho mình 5 ngày, lo con cháu, lo con của mình, lo cơm nước nhà cửa cho mình, thì mình hãy nên cho cha mẹ có một chút nghỉ ngơi vào cuối tuần. 5 ngày trước mình nương oai thần của mẹ để yên tâm đi làm, con mình có người chăm sóc, thì cuối tuần cha mẹ nương oai thần của mình chịu khó chở cha mẹ đi chùa. Nếu mà cha mẹ muốn đi tham dự khóa tu thì mình là người Du Hí Thần Thông, ngồi chỗ mà đưa cha mẹ tới nơi hết bằng cách mua vé máy bay liên lạc với các ban tổ chức để cho cha mẹ được tham dự khóa tu. Như vậy rõ ràng mình có nương tựa nhau không, phải không? Cha mẹ và chúng ta đều có sự liên hệ. Cho nên bà Thanh Đề đọa địa ngục, không thể tự mình cứu được, hay là chính bản thân Ngài Mục Kiền Liên cũng không làm được, mà phải nhờ đến chúng tăng. Đây là nói đến cái sức mạnh của cộng đồng, của đoàn thể. Và đạo Phật chúng ta có cái danh từ là Tăng Bảo. Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là thầy, Pháp là lời giải, Tăng là đoàn thể. Nếu không có một đoàn thể làm sao có sức mạnh để mình thành tựu được những cái Phật sự của mình. Tâm tham là tượng trưng cho bà Thanh Đề,
đọa xuống dưới địa ngục. Đó là cái tượng trưng cho cái tâm tham. Mà con người ở cảnh khổ chừng nào mà không ý thức là càng tham dữ nữa, sợ hết. Giống y mình thôi. Có nhiều khi mình khổ quá, tới hồi mình có cái mà muốn cho ai hết đó, sợ mai mốt rồi không có. Trên người ta hay nói, có nhiều vị sợ quá nói sao, ăn hết lấy gì cho, phải không? Nhưng mà có nhiều người ta nói gì, cho hết lấy gì ăn. Cái người sợ thì nói cho hết lấy gì ăn, người rộng lòng thì nói ăn hết lấy gì cho, phải không? Cho nên cái hình ảnh đó, bà Thanh Đề xuống địa ngục bưng cơm lên che lại, không muốn ngạ quỷ thấy, sợ ăn của bà lấy tay bà bóc. Đó là một hình ảnh của chúng ta. Mình cũng tham bỏng sẻn mà mình sợ mất lắm, mà chính cái tâm tham nó thiêu đốt mình, cho nên lửa phực lên, bà Thanh Đề không ăn được. Có bao giờ mình bị tiếc một món hàng rẻ tiền mua không được mà về tức tối ngủ không được không? Tham nó đốt đó. Và thậm chí vì muốn cái đó bằng mọi cách, bằng mọi cách, và trong đó có tham tài, tham danh, tham lợi, vân vân, cho nên tham nó đốt mình. Bà Thanh Đề là người mẹ. Mẹ đây là gì? Là cái tâm của mình. Mà hãy mình biết tu thì nó thành tâm hiếu thảo của một liên. Mình không biết tu thì nó thành tất cái tâm tham của một người mẹ đọa lạc. Cho nên tất cả những hình ảnh đó đều chỉ nói lên chúng ta. Địa ngục là gì? Là chỗ giam cầm. Vì chữ địa ngục nghĩa là dày đặc và bóng tối. Có bao giờ sự chấp trước của mình không bao giờ thay đổi không? Cái gì mình cho là phải chân lý, ai nói cỡ nào cũng không thay đổi. Mà ai làm trật đi, bực bội, tức tối, đó là địa ngục chứ gì nữa. Địa ngục gì? Mình ôm chặt một cái khối hiểu biết đó và không bao giờ thay, không bao giờ mở ra. Cho nên cái lễ này rằm tháng 7, người ta hay nói ngày tháng 7, ngày rằm xá tội vong nhân. Mình tưởng đâu là tháng này ở dưới địa ngục có mở cửa cho cô hồn lên. Không phải đâu. Cái ý nghĩa nói là cái gì? Hình thức là nói vậy. Nhưng mà mình phải hiểu rằng địa ngục và cô hồn nó là trong lòng của chúng ta. Cho nên tháng này là chúng ta mở lòng tha thứ để cho chúng ta được giảng sanh về cõi thiên đường. Mà thiên đường là đương thiền. Mới học tuần rồi đó. Người nào sống trong hiện tại là người đó có thiền. Thôi thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được một cơ hội chia sẻ với quý vị tối hôm nay. Trong thời gian chia sẻ có gì sơ sót, mong đại chúng từ bi bỏ qua cho. Và chúc đại chúng ngủ ngon. Sáng mai chúng ta gặp nhau trong ngày lễ lúc 11 giờ, lễ hoàn nguyện xây dựng chùa Tây Trúc và lại lễ Vu Lan báo hiếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.